Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Rất là nhiều các anh các chị hỏi cái mẫu bầu nhỏ này, cái mẫu bầu chậu nhá, cái này nó là chậu rồi, chậu nhỏ. Thì hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu chậu này và Nhung sẽ mang ra ngoài kia. Đây, ở trong này thì nó rất là nhiều nhưng mà thực ra là ở trong này thì nó cũng chật, không có chỗ để quay ấy, không quay không đo được cho các anh các chị nhá. Thì Nhung sẽ mang ra ngoài để đo chi tiết cho các anh các chị xem. Mẫu này thì rẻ lắm, chỉ có giá là 3.800 đồng một chậu thôi. Và em bao ship toàn quốc từ 100 chậu các anh các chị nhé. 50 chậu hoặc là ít hơn thì là 30.000 đồng tiền ship ạ. Đây em vừa mới mang ra nhé các anh các chị nhé. Từ kho mang ra ngoài này để quay lại cho các anh các chị xem cái mẫu chậu nhỏ để các anh các chị ươm cây nhỏ này. Xong mà sau thì có thể tái sử dụng được nhiều lần nhé. Cái này thì nó sẽ khác với cái ươm bầu đen các anh các chị nha. Cái thành chậu nó sẽ cứng hơn, thì nó sẽ đảm bảo cái bộ rễ nó được ổn định hơn nhé. Và cái thoát nước của nó thì rất là thông thoáng đấy ạ. Thoát nước thì rất là thông thoáng nhé. Các anh các chị có thể sử dụng nhiều năm. Với cái mẫu này thì bên Nhung bao ship từ 100 chậu các anh các chị nhé. Giá thì chỉ có 3.800 đồng một cái. Các anh các chị lấy chậu to ấy. Khi mà lấy chậu to có thể lấy cần chỉ cần 10 cái thì em có thể là để vào để gửi cùng với những cái mẫu chậu to mà được bao ship ấy. Thì em có thể để 10-15 cái vào được nhé. Còn nếu mà độ 30 cái, 40 cái mà nó cao cao chênh chênh nên ấy là em cũng không để được nha. Và cái này ấy thì nếu mà lấy tầm 50 cái thì phí ship của nó là 30.000 các anh các chị nhé. Nếu mà lấy tầm 50 cái thì phí ship của nó chỉ có 30.000 thôi. Cái này thì đặc biệt nó là rất bền các anh các chị nhé. Nó là hàng chung. Em thì em hay ưu tiên cái hàng nhựa PP nông nghiệp nội địa Trung Quốc. Nó rất là bền luôn các anh các chị nha. Rất là bền. Không để các anh các chị chờ lâu thì Nhung sẽ đi chi tiết luôn về cái mẫu chậu này. Cái này thì nó có miệng này. Miệng nó là được 14. Cao là 12 các anh các chị nhé. Cao là 12 thôi. Đấy. Nó, các anh các chị khi mà cái E250 nó vẫn còn to quá thì đây là cái mẫu nhỏ để các anh các chị lựa chọn nhé. Rất là bền. Đây cái độ nhựa dẻo đây. Đây em đang bóp đây các anh các chị nhé. Rất là dẻo luôn. Và đây cái này nó cũng cùng chất với hàng AB cũng như là hàng E nhé. Ở bên em. Video ngắn vừa rồi thì Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu chậu AA160 nhé. AA160 thì cái miệng của nó sẽ là 14, cao sẽ là 12. Rất cảm ơn các anh các chị đã theo dõi video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhung nhé. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.